là người mẫu, diễn viên đóng quảng cáo và biên tập viên của thời trang chính tại Thái. Tôi cũng ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ với công ty âm nhạc lớn nhất Thái Lan, GMM Grammy. Tôi thích nhảy, tôi có thể nhảy mọi thể loại. Thể loại yêu thích của tôi là hip hop. Tôi mơ một ngày nào đó sẽ là một thử thách của riêng với một khán giả có thể cảm hát và những mới của tôi. Đó sẽ là một ngày đẹp nhất của đời tôi. Thank you for making this trip. It's more like a vacation for me. Cảm ơn. Performances. Thưa quý vị, với tiết mục múa vừa rồi thì dường như là